Chào mừng các bạn đến với iPhone.vn Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách sửa và thử cái lỗi mà iPhone 6s nó bị chạm tai nghe các bạn ha Rồi một cái máy nhận vào thì việc đầu tiên chúng ta sẽ Cái việc chạm tai nghe này nó sẽ gây ra tình trạng như là mất loa nè, mất mic nè, thậm chí là mất chuông luôn Tại vì âm thanh nó đang chuyển qua tai nghe ha Rồi việc đầu tiên các bạn sẽ mở lên sau đó và các bạn chỉ việc bấm nút volume lên xuống thôi Nếu mà các bạn thấy nó hiện lên cái chữ tai nghe hoặc là chữ headphone Đúng không? Khi mà chúng ta chưa gắn cái tai nghe vào có nghĩa là cái máy nó đang bị chạm thì cái trường hợp này nó sẽ có tất cả là ba trường hợp cái trường hợp dễ dàng nhất đó là cái trường hợp nó bị cáp ha thì các bạn sẽ tháo cái máy ra gỡ màn hình ra và sau đó các bạn sẽ cách ly cái cáp nếu mà nó khắc phục được cái lỗi á sau khi các bạn cách cách ly cái cáp này mà nó khắc phục được cái lỗi thì các bạn chỉ việc thay cáp thôi các bạn có thể xem thêm cái clip như là hướng dẫn thay cáp sạc Lightning iPhone 6s trên kênh của mình á còn cái trường hợp như các bạn tháo cáp ra và các bạn thử và nó vẫn còn dính tai nghe rồi không? Sau khi tháo cáp ra mà vẫn dính tay nghe có nghĩa là nó bị trên men. Bị trên men thì các bạn sẽ kiểm tra những cái đường như là headphone detect. Nếu mà các bạn kiểm tra ở đây mình sẽ demo là các bạn xem ha, thường sẽ gặp ở những máy vừa vào nước á, nó hay bị vào nước nó chạm cái con tụ trên đường um, headphone detect đó, các bạn chỉ việc tháo bỏ con tụ ra thôi, không cần cắt siêu. Các bạn sử dụng kính kính hiển vi và sử dụng một cái cái lưỡi dao mỏng các bạn đưa vào các bạn lẩy nhẹ một cái là ra ha, rất là đơn giản và trường hợp nặng hơn nữa là nó sẽ đi nó sẽ lỗi con audio code thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta thay thế tiếp con audio code nếu mà khi mà các bạn cách ly cái con tụ này ra không được rồi sau khi sau khi cách ly con tụ này ra thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta gắn vào và thử lại một lần nữa nếu mà ok thì ráp máy và tiến hành kiểm tra lại hết tất cả mọi chức năng và giao khách các bạn ha rồi thì mình sẽ tạm dừng cái video clip nữa đây các bạn ha cảm ơn bạn đã theo dõi cái video này chào các bạn chúc bạn thành công